Mến chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Bếp Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn mình cùng xem một cái món ăn cơm nha. Ở đây là mình hôm nay mình làm lươn xào sả ớt nè. Mình có một cái con lươn này là nửa ký, mình đã rửa sạch rồi, mình cho giấm với lại muối, mình cạo sạch cái phần lươn này nha. Nhớ cô chú anh chị mình lựa cái lươn tươi là mình xào sả ớt nó sẽ rất là ngon. Đây cái thịt lươn của nó nè, rất là ngon nha. Và hôm nay mình xào kèm là sả nè. Ở đây mình có 5 cây sả nha, 5 cây ớt và 3 cây tép hành tím và 3 tép tỏi. Mình có đường nè. Ở đây mình có ngũ vị hương với lại bột nghệ nè. Bột ngọt và tí xíu muối, tí xíu tiêu nữa nha. Bột nghệ thì mình tạo cho cái màu lươn của mình nó đẹp. Và ở đây mình có nước mắm nè. Rồi mình đã giới thiệu cô chú anh chị và các bạn gia vị nêm và các nguyên liệu của nó rồi. Bây giờ là bắt tay mình sẽ cắt cái phần lươn ra nè. Mình cắt là mình cắt khúc khúc theo cái vừa ăn của gia đình mình nha. Không nhỏ quá mà không lớn quá nha cô chú anh chị. Mình cắt vừa là nó thấm gia vị á, nó sẽ ngon nha. Đây cái phần lươn của nó rất là tươi nè. Mình cắt khúc như vậy được rồi nha cô chú anh chị. Khoảng chừng 2cm là được rồi. Đây mình cắt khúc như vậy nè. Đó. Nhìn cái miếng lươn của mình vừa như vậy là được rồi nha cô chú anh chị. Thì mình cắt hết luôn cái phần lươn này rồi sau đó là mình ướp. Mình ướp là mình để cho nó thấm gia vị khoảng chừng 30 phút là bắt đầu mình mới vô mình xào nha. Phần lươn mình cũng cắt xong rồi nè, mình sẽ cho vào một cái tô để mà mình ướp. Cái tô nó rộng rộng, mình ướp nó rất là dễ nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục như vậy mình cắt sả nè. Mình sẽ bầm nhuyễn một cái cây sả nè, bầm nhuyễn cái phần sả với tỏi với hành tím. Và mình sẽ bầm nhuyễn cái phần này ra. Còn cái phần kia sả còn lại là mình sẽ sắc khoanh nha, mình không có bầm. Rồi đây, mình sẽ bầm nhuyễn cái phần hành tím với tỏi luôn. Tỏi với sả mình đã sắc bầm xong rồi. Bây giờ là mình còn 4 cây sả này. Mình sẽ cắt khoanh nha. Mình cắt khoanh như vậy nè. Phần sả của mình cũng cắt xong rồi. Bây giờ bắt đầu là mình ướp tới cái phần lươn nha. Mình sẽ cho phân nửa cái sả bầm và tỏi với lại hành phi mình bầm hồi nãy á, mình cho vào. Ở đây á là mình sử dụng 2 muỗng nước mắm nha, 2 muỗng ăn cơm nước mắm nè, mình ướp trước. Rồi ở đây mình cho 1 muỗng rưỡi đường cát nha. Rồi, tiêu, bột ngọt, muối, bột nghệ, ngũ vị hương nha cô chú anh chị. Một cái á là 1 muỗng cà phê. Rồi mình sẽ trộn đều lên nè. Rồi mình cũng trộn đều rồi, mình sẽ để 30 phút. Sau 30 phút thì mình bắt cái chảo lên nè. Đó, mình cho khoảng chừng 2 muỗng ăn cơm dầu ăn nha. Sau đó là mình cho hết cái phần sả với lại hành tím với lại tỏi mình băm nhuyễn và mình băm thêm một trái ớt nữa. Rồi mình sẽ phi thơm lên, sau đó là mình cho cái phần sả mà mình sắc khoanh đó, mình xào sơ lên một cái là bắt đầu mình cho cái phần lươn vô mình xào nha. Không cần vàng quá nha cô chú anh chị. Rồi như vậy cũng được rồi, bắt đầu mình cho cái phần lươn vô nè. Rồi mình sẽ trộn đều lên nè, mình trộn đều lên cho cái phần lươn này nó săn nè, nó săn lại.
mình xào cho lương nó săn lại. Rồi sau đó là mình sẽ cho cái phần nước lọc vô. Mình cho cái phần nước lọc vô là mình cho sắp sắp trên cái bề mặt của lương nha, để cho nó sẽ ngập lương thì nó sẽ chín, nó mềm, nó chín và nó rút gia vị nha. Rồi cái phần lương như vậy cũng săn rồi nè. Đó, mình xào như vậy cũng săn rồi. Săn cái miếng lương như vậy được rồi nha cô chú anh chị. Sau đó là mình cho cái phần nước lọc vô nè. Nhớ là mình cho cái phần nước lọc là cho nó ngập cái bề mặt lương như vậy nè. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ đậy nắp lại. Thì trong vòng mình cho nước vô như vậy nè, mình đậy nắp lại thì mình dặn cái lửa riu riu để cho nó lương của mình nó chín từ từ và nó thấm gia vị vô. Nhớ là mình để cái lửa riu riu nha. Rồi sau đó là mình sẽ kho khoảng tầm 5 phút. Để lửa riu riu mình kho khoảng tầm 5 phút thì mình sẽ mở nắp ra, mình nêm nếm lại có vừa ăn theo cái khẩu vị ăn của gia đình mình hay không nha. Thì Linh Nguyễn nấu như vậy, nêm nếm như vậy thì cô chú anh chị mình á thì nêm theo khẩu vị ăn của gia đình mình thì nêm lại nha. Rồi mình sẽ đậy nắp lại nè. Mình sẽ mở cái lượng lửa riu riu nha. Sau 5 phút thì mình sẽ dỡ ra. Rất là hấp dẫn luôn cô chú anh chị ơi. Rồi bây giờ là bắt đầu mình sẽ nêm lại, xem là coi là nó có vừa cái khẩu vị ăn của gia đình mình chưa. Thì ở đây á, mình nêm lại thì Linh Nguyễn sẽ cho thêm một muỗng nước mắm nữa. Mình trở đều cái phần lương này rồi mình sẽ cho thêm một muỗng nước mắm nữa nè. Là tổng cộng á, là mình kho như vậy á, là 3 muỗng nước mắm nè, nửa muỗng muối ha, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng cà phê tiêu, một muỗng ngũ vị hương, một muỗng bột nghệ nha, một muỗng rưỡi đường nha, một muỗng rưỡi đường cát. Wow, rất là thơm luôn cô chú anh chị ơi. Đây mình cho thêm một muỗng nước mắm nữa nè, mình sẽ rưới đều một muỗng hoặc một muỗng rưỡi nha, thì tùy theo gia đình mình ăn á. Cái này á, mình xào lương, xào sả ớt này á, mình cũng không có xào mặn quá. Mình xào mặn mặn ngọt ngọt là ăn bắt cơm lắm nha cô chú anh chị. Rất là thơm luôn. Màu sắc của nó nè, rất là đẹp luôn nha. Sau một hồi như vậy nè, là cái phần lương của mình cũng ra được rồi đó. Mình cũng để nước sền sệt nha, chứ mình không có làm khô quá. Khô quá thì mình làm cho cái miếng lương của mình hả, nó khô, nó không có được ngon. Đây, đó, mình xào như vậy nè. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Rồi, lương của mình cũng được rồi. Bắt đầu mình múc ra dĩa nè. Mình múc ra dĩa chỉ cần như vậy là mình dọn cơm và mình thưởng thức nha cô chú anh chị. Wow, rất là hấp dẫn luôn nè. Mình để nó sền sệt như vậy nè. Mình chan vô cơm hoặc là mình ăn kèm với lại rau hay là cái gì đó. Mình chấm nó rất là ngon nha. Mình múc hết ra đĩa nè. Sau đó là mình sẽ trang trí vài lát ớt lên nữa. Và nhìn nó rất là bắt mắt luôn cô chú anh chị. Bây giờ là nó rất là thơm luôn. Rồi mình cho vài lát ớt lên nè. Rất là hấp dẫn luôn nha. Nhìn rất là bắt mắt luôn cô chú anh chị ơi.
Như vậy là mình xin mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng dùng cái món lươn xào sả ớt nè. Đó, dùng với lại cơm, mình sẽ ăn thử một miếng lươn. Đây, mình sẽ gắp vào trong một cái muỗng nè. Đó. Sau đó mình sẽ cắn thử coi. Cắn thử cái phần lươn này coi nó như thế nào nha. Wow, rất là hấp dẫn luôn. Cái phần lươn nó thấm gia vị nè. Wow, nó rất là ngọt luôn. Tại vì lươn tươi đó cô chú anh chị, nó rất là ngọt, nó thơm mùi sả, nó cay cay của mùi ớt. Ăn rất là bắt cơm luôn. Rồi mình mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng vào bếp làm và cho gia đình mình thưởng thức nha. Rồi thôi, mình cũng kết thúc clip tại đây. Mình chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, luôn có những món ăn ngon trong gia đình nè. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha. Bye bye.